chào tất cả mọi người. Hôm nay là thứ sáu nha, đặc biệt hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 8 tháng 3. Hôm qua đó là có rất là nhiều người coi cái video, cái clip của chị là nói về ngày 8 tháng 3 thì người phụ nữ, người đàn ông tặng cái gì cho người phụ nữ. Thì rất là nhiều người vô inbox là hỏi ngược lại là thí dụ như bây giờ thì người ngày cho đàn ông đó thì người phụ nữ sẽ tặng lại gì cho đàn ông. Đó có nghĩa là ngược lại. Thứ nhất là ở trên đời này không có cái ngày nào là cái ngày cho đàn ông. Thành ra em đừng hỏi cái đó. Sao mà giả mang vì, vì cái ngày cho đàn ông đó là 364 ngày kia rồi. Nó là tự động, nó là cái ngày cho đàn ông rồi. Và tất cả những cái gì chúng tôi tặng thì chúng tôi đã tặng 364 ngày rồi. Nên miễn bàn ngày cho đàn ông. Và tối nay là Duyên làm make up theo cái kiểu thời xưa xưa một tí. Marin mặt rỗ. À, mà em có cái cây này có phải cây mới không? À, cái cây là cây mới nữa, là Creamy Touch Liner. Cái cây này là Nhật Bình đặt bên hãng Kenmax họ, họ làm. Tại vì thứ nhất là tại vì mình mỗi lần mà mình vẽ ở dưới đây đó, mỗi lần mà cái Duyên vẽ là Bình vẽ một hồi, cái Duyên chớp chớp mắt hồi cái buổi tối hay đi lâu cái bắt đầu nó lem xuống dưới này hết. Thành ra cái cây này, cái cây Vichy này đặc biệt nó không lem. Mà chúng tôi đã thử rồi, là tại vì cuối tuần vừa rồi Bình và Duyên và mấy đứa bạn đi lên núi Thần Tài chơi, và ở trên đó thì nó có bao nhiêu những cái trò chơi nước rồi cầu tuột nước này, chơi quá xa trời mà về nhà không lem, mắt vẫn không lem. Ok, đấy cái cây này là chị nói cái cây strong eyeliner là mà chị thích nhất nè, chị nói. Tại sao mình em đã hỏi mình là tại sao mình đã đánh bằng chì rồi mình lại phải đánh bằng nước, và cái khác biệt giữa hai cái là sao? Không có bén. Nghĩa là chị muốn vẽ một cái đường gì mình thật là bén á thì phải là viết lông. Còn viết chì á chỉ là những cái gì mình vẽ nó mềm, nó soft, nó nhẹ nhàng thì nó là vẽ viết chì. Với lại vì vậy Kỳ Duyên thích đi ban ngày vẽ bằng viết chì, thấy nó nhẹ nhàng hơn. Còn ban đêm hay là bây giờ đang đi lên sân khấu hay gì đó thì nó là tại Marilyn Monroe thì cái eyeliner phải dài. Bình nên hướng dẫn, có nhiều người họ rất thích vẽ như là cat eye đó, nhưng mà khó lắm, ngay cả Duyên không bao giờ biết vẽ mắt mà cái cat eye làm sao mà cho nó ấy được. Và Bình có thể chỉ là cái độ nào nó ra sao không? Đây cũng có một người học nè. Thì Nhật Bình sẽ nói sơ sơ ha, tại vì cây liner này nó rất là bén, rất là dễ vẽ. Mở ra đây. Nó rất là dễ vẽ, nó mình có thể vẽ được những cái đằng rất là cái đầu nó rất là nhọn này các bạn thấy không? Cái mực nó rất là giữ rất là lâu và mình xài rất là lâu. Đặc biệt là cái cây này nó rất là 425.000. Mà cây này nó cũng bằng nước khoáng. từ ngày đi tắm nước khoáng bây giờ về rất là để ý là cái nước khoáng nó rất là khỏe. Tại nước khoáng từ núi Phú Sĩ đó. Thì đó cũng giống như là ở trên núi Thần Tài, cái nước khoáng nó khỏe. Thì ra bây giờ mình biết là tất cả những cái make up của Kenmax nó dùng bằng nước khoáng là rất là tốt. Cái này là bằng treo đó chị. Mà nó mềm phải không? Nó mềm, đánh vào mắt nó không có bị đau. Ô mà cái chì nó ra đậm ha. Có nhiều cái cây viết chì vẽ mắt đó, các bạn mình nhớ là mình cứ chị phải trà hoài mà nó không ra màu, mà cứ đánh mà cứ dí vô cái khóe mắt đó hồi nó đau cái mắt lắm. Chị nhìn gần cái đó. Chưa chị thấy mắt là con đậu con bay rồi đó. Đó là cái này là cái Creamy Touch Liner. Mà thích nhất đó là các bạn biết không, là mình không cần cái chuốc, mình chỉ vặn lên thôi mà nó rất là nhỏ mà mỏng. Vì nó mỏng thành ra mình có thể đánh được cái line rất là... Mà xài tới đâu line tới đó thôi nha, chứ đừng có vặn một cao. Một cái cây này xài lâu lắm. Thì các bạn có thể gọi vào số hotline là 0909 278000, có nghĩa là 0909 278000, hoặc là vào website là kyduyenbeautystore.com. Là chữ K chữ D, hoặc là viết tắt là chữ K chữ D là Kỳ Duyên ha, beautystore.com. Hoặc là 0909 278000. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ là làm thế nào để mình vẽ được cái đuôi mắt bên này đó. Thì mình sẽ đo từ cái cánh mũi ra tới cái phần, tại vì mình sẽ thấy là cái đuôi mắt nó thường thường á là mình thấy cái đuôi mắt đến gần hơn nè, để cho coi bên này đó. Cái đuôi mắt là mình tới đây, nó dài tới đây là thấy không? Cái mí của chị nó dài tới đây thì mình phải đi, thì cái đường lai nó phải xuống tới đây, chứ không phải là tự nhiên tới đây cái mình giật nó lên đây thì nó sẽ không có vô cái khuôn mắt của mình. Nó phải ra dài nó tới đây rồi từ đây nó mới nhích lên đó. Nó phải đi theo hết cái đuôi mắt của mình rồi nó mới nhích lên. Thành ra mình là đo từ cái mũi này hả? Chính chị không biết là đo từ cái cánh mũi mình để cái vết ngang lên là sao. Mình đo từ đây qua tới cái đuôi lông mày thì nó sẽ là cái đuôi mắt thì là mình. Cái đuôi mắt ngay đây và cũng cái đuôi lông mày ngay đây. Đúng rồi, thì thử nha. Okay, rồi. Thì cái đuôi mắt của chị Duyên nó ra tới đây để từ từ.
nhìn lên đi đó, cái đuôi nó tới đây là nó tới gần tới đây nó mới hết nè. Rồi từ đây mình mới nhích lên, chứ không phải là mình tới đây mình tới. Thường thường ấy, có nhiều người ấy, họ lấy là từ cái dưới này họ đá lên. Từ cái dưới đuôi mắt dưới đá lên nó không đúng. Tại vì nếu mà dưới đuôi mắt dưới lên đá lên nó nằm tuốt ở đây là nó không đúng. Nó phải theo cái đuôi mắt trên. Có nghĩa là cái đuôi nó nằm tới đâu thì mình vẽ tới đó. Ok, rồi tiếp tục đi. Rồi từ đây mình mới nhích lên. Mà các bạn thấy là cái này vẽ nó rất là bén. Những lúc nào là những lúc mình nên vẽ cat eye như vậy? Ban đêm. Đóng không anh? Và còn dày hay mỏng thì wow. Ồ thấy nó đúng rồi, bây giờ các mà bạn có thể coi hơn. Cái này mình và cái không này nè. Cái mắt mình nó to hơn. Wow, thế nhưng mà khi mà mình vẽ thì chị thấy là mình chỉ vẽ cái phần nước ở cái đuôi chứ không có vẽ phần đầu không, hay là bây giờ mình tại vì nếu mình muốn bén á, tại nãy nó soft đúng không? Cái phần đầu nó soft, bây giờ mình muốn cho nó rõ thì một cái lần thẳng thì mình sẽ vẽ từ đầu. Và chị cũng thấy là khi mình vẽ cái liner đậm á, thì cái shadow mình vẽ rất là nhạt, phải không? Và cái độ dày này theo mình thôi, mình muốn dày, muốn mỏng thì mình canh theo cái độ dày của mình thích. Wow, chờ thấy nó khác hẳn rồi quý vị ha. Kỳ duyên của nó cứ mỗi lần lên người ta ôi sao chị khác vậy, sao hôm nay mắt to, sao hôm nay mắt nhỏ. Thưa quý vị, đó là bình và đó. Bây giờ mình cứ con đi, bên đây mình không vẽ cái đuôi nó sẽ tròn, vẽ đuôi nó sẽ dài đó. Mình muốn nó to thì mình sẽ tròn giả tròn, mình muốn nó dài thì mình sẽ giả dài, cái đuôi mắt dài. Thì khi mà các bạn thấy là khi mà vẽ là cái liner đậm á, thì cái màu trên này mình vẽ, lúc nãy mình vẽ bằng màu nào, cái màu này đẹp quá. Đưa chị coi cái là cái ở CanMake nó có một cái hộp là nó có tất cả những cái màu. Bây giờ cái tông mới chị lại thích là có cái màu hơi đỏ. Duyên rất thích cái màu đỏ này nè. Đây quý vị, cái tông này nè. Đó là cái màu đỏ cam này nè. Nó rất là nhẹ, là mình đã đánh cam. Và mình có đánh màu nào khác nữa không? Mình chỉ đánh màu cam. Trồ nguyên cái mắt và cái màu trắng. Và cái màu trắng mình sẽ đánh màu trắng này, mình đánh cái đánh màu trắng này là mình đánh ngay cái tí đầu này quý vị thấy không? Tí đầu và ở trên ngay dưới này là đánh cái màu trắng nhất, và còn thì lại màu cam. Vậy đâu có khó đâu, không không khó, nhưng mà Duyên theo mình suốt mười mấy năm vẫn không vẽ được. Tuy nhiên đó là cái ấy. Bây giờ mình vẽ bên kia hả, hay vẽ bên thôi? Vẽ bên thôi. Cái mà khó nhất là làm sao cho cái bên đều này nhau nè, đều nhau. Cái bên này xong rồi, rồi bây giờ cái bên này phải canh. Mà phải nói thú thật quý vị là mắt Kỳ Duyên hai bên không có đều, ai cũng vậy chứ đâu phải chị đâu, nhưng mà chị thì nó lộ liễu hơn thành ra. Nhưng mà cái cây viết này nó cũng dễ, nếu mà các bạn lỡ mà các bạn làm sai hay cái gì đó, mình chỉ lấy tí nước mình chùi rất là dễ. Không lên mà dễ chùi. Thưa quý vị, xin sẵn đây luôn là hôm nay là chúng tôi make up theo cái kiểu nó gọi là retro. Tiếng Việt gọi là gì em? Make up theo kiểu hồi xưa. Hồi xưa. Thành ra cái tóc, ngay cả cái Duyên bây giờ đang kẹp cái tóc nó gọi là finger wave. Để mà thì thường cái hồi xưa đó là mình sẽ làm là cái mắt nó, cái liner đậm, và cái lông mi và môi son đỏ và cái tóc retro như vậy đó. Mà lông mày phải nhạt nhạt thôi nha. Vậy đó hả? Thấy mắt đậm thì cái lông mày nó phải nhạt nhạt, chứ nó đậm hết thì nó sẽ nhìn nó rất là... Ok. Và son đỏ. Ok, bây giờ chị nói lại cái vụ mà người phụ nữ cần người đàn ông tặng cái gì, nó có sơ sơ thôi. Ok. Thì nếu mà quý vị mà muốn biết thêm thì quý vị có thể lên cái YouTube Kỳ Duyên mới bỏ lên. Nhưng mà thật sự mà nói đó, cái mà Kỳ Duyên nghĩ tất cả những người phụ nữ cần đó là cái sự chăm sóc của người đàn ông, cái sự tỉ mỉ, cái sự mà cho mình biết là mình được cưng, được chiều. Đây là nói về các bà. Hôm nay cái này là Duyên mới được một ông nói với Duyên là Kỳ Duyên cũng nên khuyên các bà theo là dù cái món quà mà họ cho mình mà mình không thích đó thì mình cũng tỏ giả bộ thích. mình tỏ vẻ ra là mình appreciate, là mình appreciate tiếng Việt là mình biết ơn là họ đã mua cho mình. Vì sao? Vì anh nói là anh mua một cái món quà đó cho vợ anh, thì vợ anh đang bận làm trên laptop computer làm việc, thì anh đưa thì cảm ơn anh để đó đi, để lát nữa em coi. Thì anh cảm thấy buồn, là anh cảm thấy là vợ anh không có thật sự mừng rỡ khi được cái món quà đó. Thành ra khi mình nhận được cái món quà, các bà mình cũng phải
thích quá, hay là ví dụ quần áo, ok để em đi em thay em mặc. Bây giờ phải nói về lông mi nè, sao để làm sao? Thì lông mi thì mình phải, thường thường một cái lông mi sợi lông mi giả đó, mình mua về nó sẽ không có vừa với con mắt của mình. Thí dụ như mắt mình mắt ngắn hơn, mắt mình thí dụ như mắt dài thì mình không nói, tại cái sợi lông mi nó sẽ làm một cái độ là maximum, cái độ dài maximum thì mình phải cắt. Mình phải cắt cho vừa cái khuôn mắt của mình. Phải sát, dán sát cái lông mi nè, dán sát lông mi thiệt. Nhưng mà tại sao và đừng có dán sát cái đầu này, để dán sát cái đầu này lúc mình chớp mắt á thì cái này nó sẽ cứng vô trong cái góc mắt của mình, nó rất là khó chịu. Vậy là mình sẽ để nó dài theo ngay ra chỗ cái đuôi mà mình vẽ là, đúng rồi, hay là thì tại theo cái độ dài của con mắt, nếu mà mình vẽ mình gắn ngắn quá đó thì nó sẽ không có, nó thấy nó lòi cái này ra nó sẽ không đẹp. Có nghĩa là nó phải vừa dài tới gần cái đuôi này nè. Nhưng mà nếu cái đuôi nó vẽ vài dài quá thì sao? Thì mình phải làm theo chứ, tại vì nếu không nó sẽ tới cái này tự nhiên tới đây nó sẽ không có lông mi thì nó sẽ nhìn thấy rất là giả. Wow, các bạn thấy khác hẳn không? Có nghĩa là đừng có gắn sát cái góc này quá. Mình chỉ gắn tới cỡ này thôi. Còn gắn sát vô đây á, lúc mà mình chớp mắt á thì cái này nó sẽ cứng vô đây, nó sẽ rất là Nhưng mà nếu mà mình không vẽ dài ra như vậy thì mình có quyền ngắn hơn. Ngắn hơn thì mình sẽ cắt ngắn hơn. Nhưng mà cái này em thấy nó ra xa quá không? Hay là em thấy bị vừa rồi chứ? Không có, nó còn là tại ok, tại mình chưa chạy mascara nữa phải không? Wow. Đúng là sống ảo phải không quý vị? Đó. Thì nếu mà vẽ cái liner đậm rồi đó thì nên nhớ là cái mắt ở trên nhạt và có lông mi vô là thấy khác hẳn, cái lông mi nó làm cái mắt nó to hơn. Bây giờ ngược lại đi, ngược lại là thì đi, cái rồi nó tiếp là khi mà ai cho mình cái quà, ví dụ chứ bạn bè cho mà ở ngoài thì không được, nhưng mà nếu mà ở nhà chồng hay kép mình cho mình một cái áo hay một cái gì, họ sẽ rất thích khi mình mặc lên, ô cái này đẹp quá để em thử, và ồ để tối nay em mặc đi chơi với anh, hay là mình đeo vào, hay là dù ví dụ cái áo đó mình mặc không vừa thì mình cũng nên cảm ơn anh đã đi lựa cho em, thôi có gì mai em thích cái kiểu này lắm để em đi đổi lại vừa. Có nghĩa là mình cũng phải nên khuyến khích mấy ông, và mình tỏ vẻ ra là mình nó là cái quà, nó là cái công và cái tình họ cho, bao giờ cái đó nó cũng quý hơn là cái món quà. Là lúc mình gắn đó mình phải nhìn xuống, tại vì mình đừng có nhắm mắt, tại vì lúc mình nhắm mắt á là cái da mình nó thun lại. Đó, mình mở mắt mình nhìn xuống thì cái da nó giãn nhiều nhất, thì lúc mà mình gắn cái lông mi vô đó là nó vừa. Chứ là mình nhắm lại mình gắn vô đó, mình mở ra nó sẽ bị bung. Chưa kể có một lần Duyên ơi gặp một người make up artist chắc tay nghề không có giỏi, thì nói Duyên nhắm mắt mà cái anh đó anh để quá nhiều keo lên cái lông mi đó thì nó dính từ mí trên xuống mí dưới, không mở mắt dậy nó kia dính, cái nó bị dính luôn, thành ra hôm nay em lại bắt gặp một rất là nhiều người, có nghĩa là dắt vợ đi mua đi mua máy massage à. Sáng nay anh là mình có một cái có cái anh này là làm personal trainer ở một cái câu lạc bộ là gần đây nè, anh dắt cô vợ tới. Em lúc đầu thì em cứ tưởng là lúc đầu em tưởng là thì dắt vợ đi mua đồ thôi. Xong anh dắt vô anh nói là ok, anh thấy chị Kỳ Duyên với lại anh Bình làm livestream quảng cáo cái máy này. Anh đã để dành tiền và anh mua cho em cái máy này. Trời ơi. Hiện thực quá. Cho nên cô vợ đứng cứng hình luôn. Tại vì anh cứ tưởng là ok, dắt vợ tới đây đi shopping thôi. Nhưng mà ghé nghe thì ảnh là ảnh nói lý do là tại sao thấy cái máy này chị, anh Bình với chị Duyên nói rất là nhiều, xài rất là nhiều. Và giá thì dĩ nhiên là hôm nay thì là vẫn còn 10% off cho cái máy này. Thì ảnh nói là hôm nay em dắt vợ tới. Trời em cũng cảm động dễ sợ luôn, em thấy. Thì đó, thì đúng như là Duyên nói đó, nếu mà đã mua những cái gì mà nó nhiều trời cảm động mình khóc hả? Mình khóc là tại mình muốn có vợ hay sao? Em muốn có vợ để tặng. Hay là mình muốn có chồng để chồng dẫn mình đi mua? Chắc là nếu vậy thì phải có chồng, tại vì phụ nữ lúc nào cũng được chiều hơn người đàn ông. Trừ có Bình thôi. Cái gì rất dễ thương như là Kỳ Duyên nói đó, là một người chồng hay gì mà đó cũng là một trong những cái mà để cho phụ nữ cảm thấy được cưng chiều, là khi người chồng mua cái gì để giúp người vợ làm đẹp hơn. Chứ còn rất nhiều, không phải rất nhiều, những ông chồng mà nói thôi bà diện làm gì, bà diện đi ra đường với ai, bà diện cho người ta nhìn, thì cứ nghĩ là những cái người chồng với một tư tưởng như vậy đó là họ hơi ích kỷ, vì cứ sợ là vợ diện đi ra ngoài cho người khác nhìn. Nó thứ nhất là cho mình nhìn trước đã, và thứ nhì là cho người vợ cảm thấy được đẹp, tại vì người phụ nữ nào cũng muốn là mình
mình đẹp, không có ai muốn là lấy chồng rồi để càng ngày càng xấu đi hết á. Thành ra xấu đi đẹp không bỏ sao? Thì tất nhiên đó, thành ra cái đó là rất là cho nên thành... thấy phải làm đây là cái máy này đây thưa quý vị đây. À, cái này là cái chức năng để vừa làm VB5 phải không? UP5, cái máy là UP5 của hiệu Barnett. Đó, nó có các thứ chức năng để vừa cleanse, làm cái da mặt cleanse, vừa đẩy những cái dưỡng chất, vừa làm giúp mình nâng cơ mặt, và nó như là một cái cách để mình làm đi massage làm mặt. Thì thay vì mình đi làm spa mà quý vị thấy là họ cứ massage mặt mình đó, đó cũng là một cái cách để cho máu huyết nó lưu thông. Vì quý vị biết là mình đi tập gym, mình tập tạ, mình kéo tạ thì cơ bắp mình nó chắc, nhưng mà cái mặt mình đó mà mình không có tập á, thì nó cũng chảy xệ mau. Và cái máy này thì cả đàn ông hay đàn bà dùng, thì đó biết đâu được cái anh đó anh nói là anh đi mua cho vợ anh, thật sự là anh mua anh để đó, mà hai vợ chồng cùng xài chung. Không mà có, anh cũng có tới thì em cũng có hướng dẫn là đàn ông đàn bà thì xài cũng được, cách nào làm như thế nào thế nào, thì anh cũng rất là thích. Anh nói là chắc là hai vợ chồng. Cái máy này là bao nhiêu tiền mà 10%? Máy này đó là 5,5 triệu. Mà máy này là của Hàn Quốc, rất là tốt. Yeah. Máy này mình một lần mình chạc mình xài nó rất là lâu. Tại chị thấy đó, chị đem ra chị xài rất là lâu hết. Người chồng lý tưởng. Chúc mừng cô đó. À, chuyện của em đã làm cho anh Bình rơi nước mắt. Rơi nước mắt. Tại vì anh Bình muốn có chồng như vậy. Rồi bây giờ tới môi son. Ok, thì mình đã mặc hồng rồi. Giờ môi son. À, cái môi son mà chị thích đây. Hôm nay chị mặc áo màu xanh đúng không? Thì mình sẽ lấy màu hồng đi. À, hôm nay Duyên sẽ mặc cái áo. Đây là cái son mà chị Duyên thích đây. Nó gọi là crayon matte lip. Crayon là có nghĩa là cái ký chì đó. Cái viết thích crayon lắm. Crayon matte lip là nó là son lì mà nó là dạng viết chì. Thì nó sẽ có 3 màu nha. Đây là màu đỏ. Hôm phải chắc đỏ tươi quá. Đỏ tươi hả? Ừ, đây đỏ tươi quá. Thế đây là 3 màu để chị đánh thử nha. Hoặc là đây cũng là một món quà lý tưởng nếu mà quý vị muốn tự mua cho mình hay tự mua cho người yêu của mình. 299.000 một cái thôi, trời ơi. Quý vị biết không, thường thường đó mà chị Duyên đánh son đó thì mình phải vẽ chung quanh cái viền trước là một cái line để cho cái son nó đừng có lem ra. Vì vậy mỗi lần mua đó là chị Duyên phải mua hai thứ. Một là cái cây lip liner, là cái cây vẽ chung quanh, và cái son. Đây nè. Tại quý vị thấy cái đầu son nó rất là lớn, thành ra mình chỉ đánh ở trong được thôi. Còn khi mình vẽ, mình không có vẽ được cái viền ở ngoài. Thành ra thường thường khi mà mua đó là phải mua một cái cây này và một cái cây này. Cái cây này đó thì thường thường nó lại phải cần chuốc, nó phải có đồ chuốc. Và bao giờ Kỳ Duyên xài một hồi nó cũng mất cây này mất cây kia. Và tại vì mình muốn nó match với nhau. Và thường thường cái cây lip liner này đó ở bên Mỹ mua thì nó cũng mắc gần bằng cái son, thành ra nó là gấp đôi lận. Còn trong khi một cái cây này đó nó vừa là dạng ở trong, và Duyên sẽ tới gần để Duyên vẽ cho quý vị coi, nó rất dễ nè. Đó, mình line cái ở ngoài. Nó có 3 màu đó chị, màu cam, màu đỏ với là màu hồng. Nó không có bị leo ra ngoài, quý vị thấy không? Ừ. Đó, rồi đánh ở trong. Rất là dễ. Mà quý vị thấy không, nó vì cái son này nó gọi là, tuy là nó là thuộc loại matte, có nghĩa là nó không có bóng, nhưng mà nó không có bị lì quá. Thành ra Duyên chỉ cần bọng mông một cái là nó có thể nó spread, nó hai bên nó đều. Quý vị thấy không, thành ra một cái cây này đó Duyên nghĩ là xài chắc bao nhiêu tháng mới xong. Tại đó Duyên mình mới... dễ cái là chị bỏ đi lên show đúng không? Thí dụ không có em đó chị bỏ theo thì đi show đi event này kia. Đó thì Duyên chỉ đánh nhẹ thôi, còn nếu mà mình muốn đánh đậm thêm thì mình chỉ lên đậm thôi, nhưng mà nó rất là dễ. Thì mình add thêm thôi, mình add thêm vô thôi. Mà em thích là cái là vẽ không cần viền nè. Tại đó là cái liền rồi, khỏi hơn mua thêm cái cây liền mà nữa. Mà giá còn rẻ nữa chứ, 299.000 một cây à. Mà rất là mịn nha quý vị nha. Đó bây giờ đây này. Cái khác biệt là ví dụ đi ban ngày mà mình muốn cho cái son nó tươi rồi đó thì Duyên sẽ đánh một lớp mỏng. Nó vẫn thấy cái môi ở trong, nó gọi là sheer, mình thấy. Thành ra nó mỏng. Còn đêm ban đêm mình sắp lên nơi ấy thì mình chỉ vẽ đậm hơn thì thấy nó dày và cái màu nó đậm đặc hơn, thì hai cái nó khác nhau. Trời ơi. Bây giờ bắt đầu giống Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn. 299.000, 3 màu. Đỏ, cam và hồng. Đây, 3 màu rất là đẹp. Rồi, để chút xíu, đánh thêm chút xíu màu hồng nha.
hồng của handmade luôn đây. Thế đã hồng quá rồi đó. Quý vị nhớ nha, 080 927 8000. 0909. À 0909. 2700800. 0909 2700800. Cho coi lại cái make. Tất cả cái make up của Canmake là nó có nhiều màu khác nhau. Để mình có thể lựa từ màu hồng tới màu đậm tới màu shading tới màu mình để lên trên má. Bye bye. Mọi người muốn mua cái gì thì gọi số phone là 0909 2700800, hoặc vào website là kiduyenbeautystore.com, hoặc là viết tắt là chữ KDD beautystore.com. Ở bên Mỹ thì có thể gọi số hotline là 714 585 3695, hoặc là kiduyenhouse.com nha.